tôi đi trước thì sang được đây là không được. Dài là khoảng hơn 200 mét, gần 300 mét. Đang đứng để công tập đó. Trước là đi quanh mà sau thì đi bán hàng. 50.000 mét, chưa tính tàu. Đúng rồi, cũng được. Còn quá, để là kiếm công lạc quá. Không phải chứ. Để là tiền công lạc thôi, công thợ thôi. Công thợ tư. Còn chỉ có thêm 15 năm thì một mét mà. Còn chỉ nhất là hết. Thì nó hay nhìn hôm nay người ta cao lắm thế thì báo được chủ thế thôi. Đấy mà bắt ngoài thì gì á? Hả? Là phía đầu này. Phía đầu này em mặt đầu này nó ngang bên kia đây. Thôi, cái đấy nó cần thông nhỉ? Thôi, bây giờ mình ra xuống nào. Mai mình gọi điện xong, nói chuyện với ông Đức có dễ. Chỗ ở bên kia nó bảo con là 4.000 mét, thì con đã tính là trên đây là 10.000 mét, 5.000 con đó là 5.000 rồi. Được rồi chưa? Mình vẫn để đấy cho mình không cần biết. Tại loại là cũng làm hoàn thiện cho người ta thích dày bao nhiêu, chỗ nào cần dày ở tầng hỏi người ta thôi. Còn lại cái tiền công tính cho mét vuông là phải tính cho mét vuông. Đấy,